Đây đây đang ép không. 2 2 2 Dạ cảm ơn mọi người. Ra mai lấy cái. Ra mai rồi lấy. Giờ mai 9 giờ 9 giờ. Mai 9 giờ sáng hay ha. Đây là đài truyền hình của đây. Đây là các bạn có cao chứ, là đẹp như này đỉnh cao rồi chứ. Bình thường vậy. Thế là mình đi luôn anh nhỉ? Anh Tuấn ơi, mình đi luôn nhỉ? Nhà quái. Nhà quái của Văn Nho. Dạ, bữa bóng đá hả? Ủa chị sao? Chị hả? Chị Văn Nho hả? Chị hả? Gì vậy? Cô trong em cô á. Dạ. Em muốn ba lại. Em muốn ba chung nhau lại. Dạ, kêu bằng cô em muốn ba. Tại ở nhà 12 đứa lận. Dạ. Gia đình muốn ba 12 đứa. Dạ. 4 trai, 5 gái. 8 gái, 4 trai, 8 gái. 8 trai, 4 gái. À. Là con của ông ba. À. Dạ. Anh em tại vì bà nội như mai mi mà nhung cụ vụ như cái ông bà nó hù bằng thắng ngon, thầy xã đồ năng, tại nhân quyết tâm luôn mà nhung nhung dừng hô cụ vụ của bà nội như cụ vụ, tại bà nội nhất nhau luôn, nhất nhau là chim, ôi đồ hanh, cái nào bà nội như vậy ngoài vậy này, coi ta hanh, ta nó ta là thâu luôn, thâu bên con, nó nhớ cho tao cái này lồ đấy, cái này là ông lồ luôn. Ủa cái này quan nho cho nó táo à? Như nào mà tháp bồ tát? Cô thang người ta ở thang phố hả? À ủa nó gặp lại cái điếu hả? Ủa nó nhập giả cho mà là nhập giả là nó cố thang phố là nhau cái này nhau cái đâm chung là nó ba cố thang phố là qua lại à qua lại qua lại à ấy từ từ anh như mai thì phải nó bắt thang phố ra nhưng nó sẽ học là ông biển lắm bằng với thang phố hơn không. Nào với lại nào với lại. Nào con đi luôn, nào lượn đi luôn. Rồi rồi con nào luôn nhá. À bây giờ mình di chuyển qua thang phố, người Chăm gọi là thang phố thì cái này gọi là mình gọi là nhà ngài đi. Ở trước cũng có đoàn quay phim đó. Đẹp lắm. Cho một tay cô hú. Thằng cô đẹp lắm. Thằng cô ấy nhà ngài hả? Nhà ngài công nhận. Nhà ngài công nhận. Đinh Dương. Dạ cả.
Ừ, công nhận nhà ngài ở đây là xây dựng mới xây có dựng... kiến trúc đẹp, mới xây dựng hẳn bác 3 năm nay hả? Ừ, kiến trúc đẹp nha. Vô quay hướng sự tiếp dùng coi. Dạ, cứ vô vậy hình ảnh là yên tâm là có đầy đủ đó. Dạ. Đây là làm lễ hả? Dạ, làm lễ cho ngài. Dạ đúng rồi. Dạ. Như báo công á. À, báo công á. Đưa về mình ra. Con cháu ở xa về đã gặp được nhiều chiến công thì bữa nay qua nhà ngài để báo công. Đây nhìn lại nè. Thank you.
nhập vậy là khi karaoke á. Bà con đến chung vui. Giờ này cũng rất là đông. Có khắp nơi một bố, đây là chính nhà mình. Đây. Đây. Chính mình cho vào đây rồi. Nhờ xong đi được hai người. Cái tít đấy. Tháp xe đẹp. Điện thoại mẹ hả? Canh là bao nhiêu rồi? Rồi. Rồi. Chưa lắm, chưa lắm. Ngồi xuống. Tiếp tục không thấy người chập ấy, chập này, chập gan, chập này, gan chập này, tao này. Hello. Đây. Bấm lên lại. Tăng ơi. Mày đâu phải nó.
nói để nói về nhó bo lại đứng ngoài xíu, đứng ngoài xíu, chúng ta gần hết rồi, thôi lúc lôi lúc lôi. Bài con đến đây cũng chung vui cùng với Quang Nho cũng rất là đông vui. Bà chụp giá bình thường. Lớn tên nào bộ mấy? Tên nào chụp nào bà lại vừa? Bộ nào tên Mỹ? Nào tên Mỹ vừa đấy. Thôi cho em ta hình 300 tháng cho nhé. Hai. Bác gái. À, cứ tưởng mình đi chung với Quang Nho. À, cho nên là hỏi lát mình đi đâu nữa. Rồi bây giờ chắc mình ra ngoài xin phép mình về nha các bạn. Quay con này đó. Quay quá đâu quay. Quay khúc Việt Nam một tí con nho lao.